bóng đá phong trào hay còn gọi là bóng đá phủi diễn ra bất kỳ nơi đâu, nơi tôn vinh nét đẹp của sự ngẫu hứng, nơi giải phóng sự tự do từ cái đầu đến đôi chân, nơi lan truyền cảm hứng, biến giấc mơ thành hiện thực. Thời kỳ bùng nổ của bóng đá phủi đã bắt đầu. Nguyễn Văn Cáp, vua sân cỏ phong trào, sẽ là nhân vật trong chương trình kỳ này của tạp chí Phủi. Với niềm đam mê mãnh liệt, năng khiếu và sự khổ luyện cùng quả bóng tròn, Nguyễn Văn Cáp từng bước khẳng định danh tiếng ngôi sao số 1 của giới quần đùi áo số phong trào. Nếu là nhân chơi bóng đá Phủi, hãy gọi anh là Cáp de Villa. Từ khi mình bước chân vô thành phố thì mình chơi đội bóng của Châu Gia từ năm 2010 đến nay. Mình gắn bó rất nhiều đội, ví dụ một số như Sài Gòn FC, 868 Cà Mau, rồi Đinh Gia, Châu Gia, Hội Đồng Hương, Quán Trị. Điểm mạnh thì dứt điểm bóng là tốt nhất. Thì mình thi đấu với Cáp cũng 4-5 năm, thì cũng biết sở trường hay là về nhược điểm của Cáp là sở trường thì Cáp qua người khéo léo, dứt điểm thì chính xác. Còn điểm yếu thì về cái phần phòng ngự thì hơi bị yếu một xíu. Còn cái nhược điểm là làm biến chạy nè, rồi nhiều khi thi đấu với anh em hay nhăn nhó này kia, nhưng mà cũng vì mục đích là chung của đội thôi. Tây Ban Nha, Real Madrid, cầu thủ hình tượng nhất là Ronaldo. Mình thi đấu giải B Sài Gòn năm 2016 là ấn tượng nhất, là được cái chuyên môn cao, với lại tổ chức một giải đấu là rất là tốt. Mình kỷ niệm trận chung kết là ghi hai bàn thắng quyết định để giúp 868 Cà Mau vô địch giải Bia Sài Gòn 2016. Mình gắn bó với ông bầu thì Bắc Hải bên đội của Châu Gia. Thì, trong anh em đá phủi Sài Gòn hiện nay thì gặp Cáp thì luôn trêu chọc em với biệt danh là Cáp vua phong trào của bóng đá Sài Gòn. Mình thấy điều đó hợp lý với hiện tại. Thì hầu như là 2-3 năm gần đây thì tất cả những cái giải phong trào gọi là lớn nhất ở trong nước thì vua phong trào Cáp de Villa hầu như là thâu tóm hết. Mình rất vui vì tất cả mọi người đã đặt cho mình một cái danh hiệu, được một cái biệt danh là ông vua bóng đá phong trào. Mình cũng xin đáp lại là sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa trong bóng đá để cống hiến cho khán giả những trận cầu hay. Đội hình mình thi đấu từ trước đến nay thì ở dưới có Tấn Vinh, bên phải thì có Hưng Nghệ, bên trái có Năm Nhỏ, và ở trên thì có mình. Thủ môn thì Nguyễn Ảnh, Việt Quốc Bảo. Đằng sau ánh hào quang trên sân cỏ, với hàng tá huy chương, chiếc cúp đủ loại, Cáp de Villa vẫn phải miệt mài lao động như bao anh em trong giới phong trào. Gắn bó với công ty cấp thoát nước Thủ Đức, Cáp tự nhủ với bản thân: đời bóng đá rất ngắn và khắc nghiệt, chuyên nghiệp đã khó, phong trào lại càng gian nan hơn. Nay vinh quang đó, mai chẳng biết ra sao. Thế nên, đam mê quả bóng tròn nhưng vẫn không quên cuộc sống mưu sinh. Để có được vị trí số 1 làng phủ như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài chinh chiến khắp các sân cỏ từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành khác.
đậm nhưng không chậm. Trái lại, xử lý bóng rất nhanh, kỹ thuật bằng cả hai chân. Sự đáng sợ nhất nơi Cap de Vila là những pha kéo bóng qua người đối phương nhanh trong tích tắc. Cap đã từng suy nghĩ đến chuyện theo đuổi futsal chuyên nghiệp, nhưng vì ở đẳng cấp đó, dù cao hơn nhưng sẽ khiến anh đánh mất tính ngẫu hứng và sự hoang dã trong lối chơi. Nếu ở sân chơi phong trào, Hiếu Cà Mau là đối thủ Cap ngại nhất, thì ở sân chơi chuyên nghiệp, Trung Nhóc nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhất nơi anh. Với Cap de Vila, bóng đá là cuộc sống. Không bóng đá, không còn nhiều niềm vui, không bạn bè, anh em thân hữu như ngày hôm nay. Mọi người gọi anh là ông vua sân cỏ phong trào. Anh không lấy đó làm sự tự cao, mà lấy đó làm động lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đáp lại sự tin yêu của mọi người. Cuộc sống của Cap thì Cap đã có vợ có con và công việc của Cap là rất ổn định, nhưng mà ngoài thời gian rảnh rỗi thì Cap cũng đi chơi phong trào cùng các anh em. Xin chào các bạn, mình tên là Tuấn Nhóc, mình đã thi đấu rất nhiều năm cùng với Cap, có biệt danh là Cap de Vila. Cap ở ngoài thì Cap lối sống sinh hoạt rất là bình đẳng với anh em, chơi rất là thân thiện, còn vô sân thì Cap lúc nào cũng thi đấu rất là hết mình, cống hiến những pha bóng đẹp cho khán giả. Vài năm gần đây thì bóng đá futsal Việt Nam đã được đi tập huấn ngoài nước ngoài và đặc biệt là tham dự vòng chung kết World Cup Futsal thế giới ở Colombia. Thì em hy vọng là các bạn sẽ đam mê bóng đá phong trào từ đây và để được các huấn luyện viên ở trên các câu lạc bộ futsal chuyên nghiệp tuyển chọn để thi đấu cho cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nên em hy vọng sau đây chương trình này thì sẽ nâng tầm bóng đá phong trào của tụi em lên một tầm mới hơn nữa. Và từ từ thì bóng đá phong trào nó sẽ thu hẹp khoảng cách lại với lại bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta. Cáp rất vui khi tạp chí Phủi mời Cáp tham dự chương trình. Cáp rất mong các anh em chương trình tạp chí Phủi ngày càng được nhiều người biết tới. Xin cảm ơn chương trình và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Nói vậy hả em?